người tạo tác tất cả tội nghiệp, phần nhiều là không thể tin tưởng Phật pháp. Cho dù ở trong Phật môn nhận qua tam quy ngũ giới, đó là trên hình thức, không phải chân thật. Họ đối với cái gì gọi là Phật pháp, họ tuyệt nhiên không lý giải, thậm chí đến hiểu sai, giải sai. Đây đều là do nguyên nhân ít nghe kinh. Cho nên kinh giáo phải nghe nhiều. Thường thường nghe, quan niệm sai lầm của chúng ta mới có thể chuyển đổi lại. Ngay trong đồng tu chúng ta, không chỉ là tại gia, đồng tu xuất gia, rất nhiều quan niệm sai lầm vẫn cứ là không thể chuyển đổi. Ở trong cuộc sống thường ngày vẫn là tùy thuận phiền não tập khí. Do nguyên nhân gì? Nghe kinh quá ít, rất ít, chúng ta mới là hiểu rõ. Tại vì sao năm xưa Thế Tôn còn tại thế, hết lòng hết dạ giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm, mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ, 49 năm không gián đoạn. Vì là cái gì? Vì khuyến hóa tất cả chúng sanh giác ngộ hồi đầu, vì khiến tất cả chúng sanh được lợi ích. Ngài chính mình sớm đã thành Phật rồi, không vì chính mình, vẫn phải làm để làm gì? Chư Phật Bồ Tát chỉ có một việc, vì chúng sanh. Nếu chúng ta muốn học Phật, chính ngay chỗ này mà học Phật. Mỗi niệm cũng phải vì tất cả chúng sanh